Thầy chính là sự sống lại và là sự sống. Gioan câu 11 tới câu 25. Cáo phó trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng và gia đình thành kính báo tin. Cha Francisco Xavier Đặng Đình Canh sinh ngày 22 tháng 11 năm 1940 tại Đại Ơn, Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội. Chịu chức linh mục ngày 28 tháng 11 năm 1970, đã an nghỉ trong Chúa lúc 19 giờ 7 phút thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2021. Hưởng thọ 81 tuổi với 51 năm linh mục. Nghi thức nhập quan và thánh lễ cầu hôn cử hành lúc 9 giờ thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2021 tại Hội trường Giáo sứ Chính tòa Đà Nẵng. Lễ viếng từ 12 giờ thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2021 đến 21 giờ thứ sáu ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021. Di quan và thánh lễ an táng cử hành tại nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng lúc 6 giờ 45 thứ bảy ngày mùng 2 tháng 10 năm 2021. An nghỉ tại nghĩa trang linh mục Giáo xứ An Ngãi, Giáo phận Đà Nẵng. Xin hiệp lời cầu nguyện cho cha cố Francisco Xavier. Đôi dòng tiểu sử cha Francisco Xavier Đặng Đình Canh sinh ngày 22 tháng 11 năm 1940 tại Đại Ơn, Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội. Từ năm 1953 đến năm 1961, tu học tại Tiểu Chủng Viện Pio 12, Hà Nội. Từ năm 1961 đến năm 1963, đi thử tại Tiểu Chủng Viện Quy Nhơn. Từ năm 1963 đến năm 1971, tu học tại Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt. Ngày 28 tháng 11 năm 1970, chịu chức linh mục tại Sài Gòn. Từ năm 1971 đến năm 1974, Phó sứ Chu Lai. Từ năm 1974 đến năm 1975, Quản sứ Chu Lai. Từ năm 1975 đến năm 1988, Trại giam Tiên Lãnh. Từ năm 1988 đến năm 1991, tạm nghỉ mục vụ. Từ năm 1991 đến năm 2004, Quản sứ Thanh Đức. Từ năm 1998 đến năm 2000, phụ trách thêm Giáo sứ Ngọc Quang. Từ năm 2004 đến năm 2010, Quản sứ Chính tòa. Từ năm 2006 đến năm 2012, Tổng đại diện Giáo phận. Từ năm 2010 đến năm 2014, Quản sứ Nội Hà. Từ năm 2014 đến nay, Hưu dưỡng. Ngày 29 tháng 9 năm 2021, an nghỉ trong Chúa. Xin quý cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho cha cố Francisco Xavier mau sớm được hưởng tôn nhan Chúa.